Mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các lễ hội, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố phục vụ nhân dân du khách, thế nhưng tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu tại nhiều nơi. Thức ăn sống chính được bày bán lẫn lộn, không có tủ bảo quản, thậm chí đá viên dùng để uống vẫn để chung cùng với thịt sống. Đây là thực trạng diễn ra tại nhiều quầy hàng khu vực cổng chùa Hương ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nguyên liệu của những cơ sở này được quảng cáo là tươi sống, nhưng khi được kiểm tra thì tất cả đều không nguồn gốc, không giấy tờ. Ngoài chùa Hương, Hà Nội, lễ hội đền Gióng huyện Sóc Sơn cũng ghi nhận mẫu chén dĩa dù đã được rửa nhưng vẫn bẩn. Còn tại lễ hội đền Trần, Phủ Dày, tỉnh Nam Định, nhiều mẫu thực phẩm không đạt quy định cũng đã được Sở Y tế tỉnh phát hiện và xử phạt, với số tiền lên tới 121 triệu đồng, đóng cửa 3 cơ sở và chuyển hồ sơ cho 4 cơ sở sang công an để khởi tố hình sự. Trong mùa lễ hội, nguy cơ mất an toàn thực phẩm là rất lớn, vì khoảng thời gian diễn ra lễ hội không dài, người tham gia đông, khuôn viên chật, phần lớn những cơ sở hộ gia đình, người tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm mang tính tự phát không chuyên. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ thực phẩm trong dịp này là điều cấp thiết để không xảy ra ngộ độc tập thể.